Thưa quý vị và các bạn, một thông tin đang được quan tâm trong sáng ngày hôm nay và nó đã diễn ra từ đêm ngày hôm qua. Rạng sáng nay thì lực lượng chức năng huyện Hàm Thuận Nam của tỉnh Bình Thuận vẫn đang tìm kiếm 3 công nhân mất tích trong vụ sập mỏ titan Nam Suối Nhum. Trước đó vào tối ngày 15 tháng 10, lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể. Sáng nay ngày 16 tháng 10, các phương tiện máy móc tại tỉnh Bình Thuận vẫn đang tìm kiếm 3 công nhân còn lại. Thi thể công nhân tử vong đã được xe cứu thương đưa về trung tâm y tế huyện Hàm Thuận Nam ngay trong đêm để phục vụ điều tra. Trước đó thì khoảng cuối giờ chiều ngày hôm qua 15 tháng 10, một ca trực gồm 4 công nhân đang làm việc tại mỏ khai thác titan của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Quang Cường thuộc tập đoàn Rạng Đông thì gặp sự cố sập mỏ. Đến chiều tối cùng ngày thì nhiều phương tiện như là xe máy xúc, xe cứu thương cùng xe của các cơ quan chức năng đã được huy động đến hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. Và để biết được thông tin mới nhất về tình hình tìm kiếm đến thời điểm này thì chúng tôi sẽ kết nối với bà Mai Thị Ngọc Ảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Nam của tỉnh Bình Thuận. Vâng, xin mời trường quay kết nối ạ. Thưa bà, là liên quan đến vụ sập hầm mỏ titan mới đây trên địa bàn thì nguyên nhân ban đầu của sự việc là gì? Và trước sự việc mà được cho là đặc biệt nghiêm trọng này thì tâm lý của cán bộ công nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Quang Cường như thế nào? Họ đã có những cái việc phát biểu cũng như lên tiếng về vụ việc này ra sao ạ? Qua xác minh á, thì cái việc di chuyển cá từ cái bãi thải á, cho đến vị trí thì cách đó khoảng 400 mét, nó sụp lở. Và trong cái xác minh ban đầu là như vậy. Ngay trong đêm hồi tối thì ban giám đốc cũng đã họp mà đối với các công nhân, và công nhân cũng đã được trấn an tư tưởng rồi, cũng đã cùng với lại các nhân viên á, trong công ty thì cũng đã cùng với lực lượng của huyện đã sức để cho cái công tác tìm kiếm. Mà hiện thời dưới đây thì các công nhân là cũng đã trấn an tư tưởng rồi. Vâng, thưa bà, thì theo thông tin mà chúng tôi biết thì đến lúc này thì lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể và vẫn còn 3 người là hiện đang trong tình trạng là mất tích. Thế thì công tác tìm kiếm kết hợp với điều tra vụ việc và đặc biệt là lo hậu sự cho gia đình nạn nhân thì đã được chuẩn bị như thế nào ạ? So với đêm hôm qua thì huyện cũng đã tăng cường lực công an huyện, công an xã, rồi thêm quân sự xã, dân phòng, dân quân, rồi thêm nữa là lực lượng là nhân viên của công ty. Cái số xe máy ủi, rồi xe máy cày, xe máy đào thì cũng đã được tăng cường. Hiện nay đến thời điểm này á là 18 chiếc xe máy đào, 5 xe máy cày, rồi 3 chiếc máy ủi. Và hiện thời đồng chí thường ủy, rồi đồng chí chủ tịch ủy ban dân huyện, đồng chí trưởng công an huyện thì cũng đang từ hồi đêm tới giờ là vẫn ở dưới hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả cũng như là cái công tác tìm kiếm số công nhân còn lại. Hồi ngay trong đêm á, thì cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cũng đã phối hợp với lại BC09 công an tỉnh, cũng như là trung tâm pháp y, rồi tiến hành khám nghiệm hiện trường cũng như là khám nghiệm tử thi luôn, và đồng thời cũng lấy lời khai đối với ban quản lý, đối với giám đốc và một số người có liên quan của công ty Tân Quang Cường á, rồi cũng đã báo cáo cái diễn biến vụ việc, rồi cung cấp hồ sơ về phục vụ cho công tác điều tra. Thì cũng đã nắm bắt sơ bộ ban đầu, rồi đối với hậu sự thì công ty Tân Quang Cường cũng đã hỗ trợ để rồi thực hiện cái công tác hậu sự đối với công nhân của mình. Xin cảm ơn bà Mai Thị Ngọc Ảnh về những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, mỏ titan Nam Suối Nhum của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Quang Cường được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác từ tháng 4 năm 2015 với tổng diện tích là 515,5 ha, kéo dài từ xã Thuận Quý đến xã Tân Thành của huyện Hoàn Thuận Nam và có thời gian khai thác là 23 năm. Và vào năm 2016 thì mỏ khai thác titan của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Quang Cường đã xảy ra sự cố vỡ bờ mong, khiến cho lũ và bùn đỏ tràn trên đường DT719 và tràn vào nhà các hộ dân tại huyện Hàm Thuận Nam. Và theo kết quả kiểm tra của đoàn công tác Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thì công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Quang Cường trong quá trình khai thác quặng titan Zircon tại khu vực Nam Suối Nhum đã để xảy ra một số tồn tại thiếu sót dẫn đến việc vỡ bờ mong. Và đến ngày 21 tháng 6 năm 2016, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đã ký văn bản đình chỉ hoạt động khai thác quặng titan Zircon tại khu vực Nam Suối Nhum của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Quang Cường và yêu cầu khắc phục hậu quả.